ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់និងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចំណាល់ឆានែលនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពីការបង្កើត Text Animation នៅក្នុងកម្មវិធី Adobe After Effects បាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូននឹងត្រូវធ្វើបាទបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើ Text Animation បែបនេះ បងប្អូនអាចសាកល្បងជាមួយខ្ញុំ បាទយើងចាប់ដើម Project ថ្មីទាំងអស់គ្នា បាទឥឡូវនេះខ្ញុំបង្កើត Composition ថ្មីមួយ បាទខ្ញុំបង្កើត Text នៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ Font Avenir Next Pro ដែលបងប្អូនអាចប្រើ Font អីក៏បានដែលបងប្អូន អាចពេញចិត្តនឹងក្នុងការប្រើ អញ្ចឹងយើងអាចទៅសេ ពាក្យ Shout នេះមួយ ហើយ ខាងលើនេះ គឺជាសញ្ញាវងកញ្ចក់ ខាងស្ដាំ បងប្អូនអាចប្រើ Shift ហើយចុច សញ្ញាលេខ 0 ហ្នឹង បាទកន្លែងសញ្ញាបើកវងកញ្ចក់ បាទយើងយក 4 ដងមក បាទនៅកន្លែងនេះយើងមើលអង្គ័របស់វាវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអង្គ័នេះវានៅកណ្ដាលដើម្បីយើងងាយស្រួលក្នុងការរ៉ូទេតវារ៉ូទេតវាចំកណ្ដាលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាអង្គ័រផុយនឹងចំកណ្ដាលបងប្អូនត្រូវចុចខនត្រូលជាប់ហើយបងប្អូនចុចកន្លែងសញ្ញានេះដល់ផែនវាហើយនេះតបគ្លិកមកអានេះវាចាប់ដើមមូវមកកណ្ដាលអញ្ចឹងយើងអាចរ៉ូទេតវាបាន បាទអញ្ចឹងយើងទុកលេយើនេះមួយសិនយើងឌីសេបលវាសិនមករហាយវាសិនជាយើងបង្កើតនៅអានីមេសិននៅកន្លែងនេះបង្កើតតិចអានីមេសិនវាមានលក្ខណៈហ្វាន់ហ្វាន់បងប្អូនបងប្អូនអាចធ្វើនៅកន្លែងនេះមកចុចលើកន្លែងនេះបងប្អូនអាចចុចនៅកន្លែងតិចនេះបន្ទាប់មកកន្លែងអេដអានីមេតនេះបងប្អូនយកពាក្យថាស្ត្រូកបាទយកពាក្យស្ត្រូកមកស្ត្រូកនេះខ្ញុំឲ្យវា 20 យើងវាយលេខ20មកបាទអញ្ចឹងវាមានទំហំស្ត្រូកធំជាងមុនកម្មកាត់ស្ត្រូកនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការអានីមេតទៅវាបាត់ស្ត្រូកនេះវាទៅឃើញថិចដើមរបស់វាអញ្ចឹងមុននឹងឲ្យវាអានីមេតគឺបងប្អូនត្រូវមកកន្លែងនេះកលែន select range selector 1 នេះជួយបងប្អូនមកកន្លែងនេះបងប្អូនដាក់ playhead របស់យើងនៅខាងដើមនេះរួចហើយបងប្អូន យកកន្លែង offset នេះបងប្អូនវាយ lệch mà rồi mất cái đọ mà rồi nó cái này nữa một cái nhé bây giờ ô mà rồi mình tên chết thằng đọ mà rồi khởi bạn đi chứ nhìn chập đâm offset bảo viên đấy nhưng đã khi frame máu bị cái này mình bố này và cái máu dương ô viên mở khẳng chồng tập máu dương ở tầm lại viên mà rồi bình đàn chắc là bây giờ chập đâm animate bằng phone hit space bar máu chập đâm animate bạn này chẳng ការ ដែល បង្កើត text animation គឺ វា មាន លក្ខណៈ ងាយ ស្រួល ហើយ វា fun fun បាទ អញ្ចឹង សម្រាប់ text នេះ គឺ វា animate ប៉ុណ្ណេះ យើង ទុក default ប៉ុណ្ណេះ ឥឡូវ យើង ទៅ ធ្វើ កិច្ច ការ ធ្ងន់ មួយ ទៀត បាទ កន្លែង នេះ គឺ គ្រាន់ តែ animate គឺ ចប់ ឥឡូវ យើង មើល កន្លែង សញ្ញា នេះ ម្ដង នៅ វង កញ្ចក់ នេះ ដើម្បី យើង អាច ធ្វើ ទៅ វា មាន សញ្ញា រលក នេះ នេះ បងប្អូន បងប្អូន មើល ឃើញ នេះ វា ឃើញ រលក នេះ chúng dân tới thuê dân mình trở tam đàn mưa ngọc nè dân liên mưa bằng cả ngọc nè và nó lại nè dân đã màu lại nè đã play hết bao giờ nè bà con ai có rotate à nè rotate về màu chơi má và bà con ai chơi lơ lơ giờ nè bà con chơi lửa sọ o nó lực keyboard bao giờ chứ về ở dưới rotate chứ cái này nhưng mà rotate độ cao sớm nhưng mà quay lại cho tôi mà đón đó cả sập mà chưa ban một phần năng vì ở toàn miền animation này thì đại sao dương ở toàn thôi ở về chẳng dương phần này mà vĩnh dương bật ở cháu bạn đang lấy tách đi anh ấy chưa từ cả phải dương ai lúc cháu của bạn làm tay hiểm tung chẳng một phần anh mặc lại đi một phần ai add a stroke width đi được nhìn đá và stroke width này dương đã một pay được nhé hay được nữa cứ được nữa nâng tầm hôm tay để dựng bạn đã ở mụn chẳng được nông à range selector này bộ phần ai chứng phụ offset được nữa dựng repeat a step mụn được nữa và chẳng dựng repeat bạn này ô playhead là cần chọn máu dựng ở bia tầm lại mà rồi được nữa anh em toàn bạn chúng việc bàn bài này nó bây giờ chập đầm play việc nghĩ sửa bạn chẳng nơi cái này
nhóm tục về phần này sẵn nhóm add animator chúng tôi pi tiến mà nơi cái này tính này dương add viết mùi tiết sẵn lên hiện tại tôi tập làm đấy và hãy nơi bạn được nâng range selector lịch pi này cứ nhóm add scale mùi tiến và với scale và cái này nhóm scale vô hạ sắp và hạ sắp được chỉ tối lấy hạ sắp nhưng phải một phẩy lấy hạ sắp và bạn một phần này nó còn vô và bà sân dương play tới bị ở tên miền này thì anh cứ chia ở này bị một màu thế là dương scale này mà hai nhưng mà cái này advanced này bạn một lại advanced này dương ở dưới square tức là shape này một phần vô chuẩn bị đồ mà bị ram down vĩnh bạn chẳng bị bàn bẹp này chẳng về miền lệ khẩn còn ba chữ môn tự nhiên nhé vì miền lệ khẩn fan fan chờ mong muốn ai play lên tam được các bạn này về từ dân mà chẳng là chẳng những ai nước lại nói dân pro ram down này mà đâu có khởi thông mà chứ anh nước tôi chẳng bao dân nếu dân ai ăn mệt bạn này hết và chứ chúng ta vấn đề này dân chấp tâm ai thôi về bạn mong muốn ai xả bóng thôi này thôi cho mùi nhầm bạn nó phải bàn để mở bạn nó phải để mở hai dương ai chấp đam thưa học này tới bạn chẳng thế ai nó phải lịch chẳng được lại nấy khi em tới end mùi tiếng mà khi em tới nó lại tách nấy bằng phần chạy nó tách nấy nè mà cái này bằng phần chạy vô biệt thảo opacity và opacity nấy bằng phần đã nơi giờ zero map và nó có lại như rank selector 1 này mong phụ click lưu về máu và chúng ta offset được nha nó cũng chọn những bài đọc mà rồi được nha và nó mở cả này dùng mở viện default thông đa bình chẳng việc của bạn effect bạn này nghĩ sử dụng mong phụ này này và chẳng ở đây đây dùng chọn một time mùi tiết dùng chọn một time nó phê vì animate này cũng mọi việc khơi này nó bị trôi chẳng này, cứ chọn ở bên mà nó bạn tầm đó, chúng ta tới bậc cao này mỗi tiến, và nó khả năng rank selector rồi có animator series này, và bọn add này mỗi tiến, và nó lấy này chấm add range, rank lịch bay này, mà nó rank lịch bay này chấm para offset, và nó lấy này, u thay dựng ô màu frame lịch đập ram này mà, và chúng ta đã về màu offset zone nhỉ mà thì dùng keyframe nhỉ mà click lên này mà đal cho nó tìm một phay này frame tìm phay này khi em vô biên trầm rồi zone của mình chẳng về nó chạy liệu nào bạn này đấy bạn việc copy mình lưu dùng para này mới tiến lấy advanced này dùng para nè cái shape này bằng phần ai chưa được dùng màu ram up bình vừa tới chẳng nè nice bài chẳng sẽ không tha ở mấy đến đấy bằng phần ai chưa từ anh vật xả là bằng thử mà bờ miền trung ngon nè cái loại nào mới bằng phần ai sẽ xem comment một nhóm ở khi em đang chơi game chơi nào rồi xem nụ bảo bằng phần comment tay ở vậy để dùng thôi nè cứ ở toàn chạm tới lại thế bạn nơi cái lại bảo kê nó cứ miền ở chấm lọt muối nè miền chấm lọt tui nè chẳng hiểu nông bật thay một lại nè dừng mở bọn bảo vĩnh và dừng công trách nơi cái lại lê dơ nà mối dừng trách nơi cái lại tự tê nè máu nằm bây giờ bật cao nè mùi tiền chẳng bảo bộ trách lại xa thi nè nằm bây bật thay nè bảo bộ đọc bảo click lưu về máu đọc bảo click lưu cái lại thi nè bạn bạn này thay thủ đấy chứ mà cái là đồng vuông mù lắm bằng phần ai chạy là chuẩn hay dương chạy lịch số mối buồn bằng buồn và dương lý máu dương được bàn ở nhà đặt này mùi và sao bằng phần pram sen mát bằng phần chạy option này nâng lệch bằng bấy và viên được bàn bằng này được kìa và nhầm lịch màu lịch màu vĩnh selection tool bao giờ nè chứ dịch trong ao giờ sẽ lịch lịch số nè về màu trong cái đà tập mọi dùng control home
bạn nếu việc ở đâu chơi nơi cái đá lên chơi dừng ai ô hiểu một bàn đẹp này nè mà dừng ai nói chơi đại bờ sinh nhật buồn cho crom lực lực crom chơi sinh đam đó đồng bây giờ dừng sẽ vì ở vì nơi trong cái đá vì tâm biết đoạn mù lõ nơi xa nè so ô bao giờ nếu việc ở đâu ở sơ mù như cái thập phần này chứ và trong hôm ở việc cứ một đôi bạn bóc phun ai sẽ mơ thật trong hôm một phần đó đã fit nâng vượt bọc bóng ổn á bạn chẳng nâng lại ní nhóm chạy cho S và đồng bay scale vía bạn nâng phải chia lên chạp đàm mơ nâng lại ní tập viên này chạp đàm miền action anh ấy chạp đàm đài chạp hình nâng khi frame mới ní dùng dụ bạn này chá bạn nâng lại ní nhóm đạc viên mà trong tập 8 sập mà dùng keyframe vào máu mà bóng phố này ổn bị lại dùm lại này mà đó lấy đọc pram này rồi bóng phố này pra shift page down page up rồi page down và page up được lại này bóng phố này scale vào đó zone và bóng tọa màu tiến bóng phố này chạy nơi shift page down bị đo mà chương trình vô việc mà lại xôn mình chắc việc nó bán ăn là mệt bệnh này hả khi nhà sinh nhà này về nơi cái này này và nếu bây giờ ô về nơi cái này và bạn ấy phải chịu lo chuyện mong bọn ai thôi ở cha việc xã là bọn của anh và chân ca thôi animation là khăn ông After Effects và vì mình lựa cái nạng nghề sửa chúng ta chun ca có một smile này và sẽ dừng mình đăng để xem rap thôi à take animation nó cứ nghe sửa đấy và chân chân ban một phần đấy lần này xem trong ban ở ni mũi tiến đồng bay đạn được hàng cầm đấy animation lột này và chân dừng duplicate này má duplicate mà phụ này là control bộ nâng đi việc duplicate mà hay và nơi bê đà việc của phụ này select mà phụ này là preset nè preset nè mà phụ này vì dịp biệt hà mirror mirror và vay âm a ai nó mới chạy nhau và nơi bê đà của phụ select mà phụ này double click lên mirror nè và chứ mà phụ này vô sinh nhà này mà đạn nơi cả đà này chúng ta muốn ai chạy được cái này này tôi hiểu vô một đạn vô màu vô đã mất chạy được cái này này bạn cái máu bóng phun ai vô cái này này đọ cao sập vị vai lệ bị trộm á ư sầm tổ vị ắt đọ cao sập thế cứ cao sập mà khi em chơi làm con này chia sẻ và chứ mà có khơi nhé bóng bốn ở chấm này phía xạ là bóng thử nè và mình chẳng tế viên nghe nâng phát lịch cả pra animation này nó phía bóng bốn chạm đâm thử tới dương chạm đâm dối chạm đâm xoay dối ở lịch luôn ai giống dương ai thử bạn làm đây nâng lại ní bóng bốn ai vô viên nực ổn mọ đạn nực nông khi tì đọng đi mất đầm bay anh đi chèn chè hái rồi mà anh đi chèn tam khỏi chèn chè để mong quân khơi này chứ mấy riêng ở này cứ mấy viên lực nặng phan phan chứ mong quân ai xa là bóng thôi được luôn này mà bản thân chỉ mong quân cứ tham mấy riêng bên phía cháu xôm chạy đồng đây được căn mật hiện đại quạt chọn riêng ở ca animation này phong và quân dương đang chụp nơi sắp đặt cái đầu tiên.